Nhờ sự tích cực của các cấp chính quyền cũng như ngành điện, đến thời điểm này, 6 trên 6 dự án điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong năm 2023 đã đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng. Hình ảnh quý vị và các bạn đang theo dõi tại công trường thi công dự án trạm 110 kV Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Ngay sau khi nhận được mặt bằng sạch giữa tháng 3 vừa qua, nhà thầu thi công xây lắp hạng mục công trình, nhà điều hành và tường bao đã tập trung thi công nhằm đảm bảo tiến độ. Nhận mặt bằng là chúng tôi đã triển khai là san lấp và xây móng kè để cho kịp tiến độ của công trình. Chúng tôi sẽ cố gắng đẩy tiến độ công trình nhanh nhất, đến đầu tháng 7 là sẽ bàn giao cho công trình cho bên A. Trong 6 trạm biến áp trọng điểm tỉnh Hưng Yên đưa vào kế hoạch hoạt động cho năm nay là trạm 220 kV Yên Mỹ tại xã Hoàn Long và 5 trạm 110 kV gồm trạm 110 kV Khoái Châu 2, trạm 110 kV Lý Thường Kiệt và Lý Thường Kiệt 2, trạm 110 kV Nhân Hòa và trạm 110 kV 2 thành phố Hưng Yên. Riêng huyện Yên Mỹ đã có 3 dự án thì đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, chuẩn bị triển khai thi công. Chúng tôi cũng đã bàn giao cho ngành điện được một trạm 220 đối với khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh là 3.000 ha. Có Yên Mỹ chúng tôi có trạm Thường Kiệt 1 đến Thường Kiệt 2. Với cái tinh thần khẩn trương, nhanh chóng, sự chỉ đạo của tỉnh, quyết liệt của huyện, chúng tôi phấn đấu sớm bàn giao mặt bằng cho ngành điện đi vào hoạt động cùng với phát triển chung của tỉnh. Nhìn chung, các dự án trọng điểm trong năm nay đã đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Theo đó, đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành. Việc triển khai xây lắp hạ tầng kỹ thuật và lắp đặt thiết bị điện tại 6 dự án trọng điểm của Hưng Yên trong năm nay đang đảm bảo tiến độ thời gian đề ra. Một số trạm có thể khai thác kịp ngay trong mùa nắng nóng này. Đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án 110 cũng như 220 thì công ty Đường Yên cũng phối hợp chặt chẽ với cả các ban quản lý dự án của tổng công ty để thực hiện giải phóng mặt bằng. Thì đến thời điểm này thì cơ bản đối với lưới điện 110 cũng đã hoàn thành đúng tiến độ trong công tác giải phóng mặt bằng để đưa các dự án vào vận hành đúng theo tiến độ đặt ra. Được biết, riêng diện tích đất cần giải phóng mặt bằng 6 công trình điện là trên 2 hectare, tổng nguồn kinh phí xây dựng 5 trạm biến áp 110 kV và hệ thống đường dây là 500 tỷ đồng. Việc đảm bảo đúng tiến độ các công trình điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh góp phần cung cấp điện kịp thời cho các khu đô thị và các khu công nghiệp mới hình thành tại Hưng Yên. Bên cạnh việc đảm bảo giải ngân vốn nhà nước đúng hạn còn góp phần thu hút đầu tư tại Hưng Yên.